Xin chào anh em. Video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng phím tắt và cách dùng driver để key map và để điều chỉnh LED ở trên chiếc bàn phím TM680. Đầu tiên là phím tắt. Thì anh em sẽ sử dụng phím Fn ở trên bàn phím giống như là một phím key. Đầu tiên là tắt và mở Windows. Anh em bấm Fn và bấm Windows. Thì phím Win của anh em đã được vô hiệu hóa. Anh em muốn mở nó lại bình thường thì sẽ bấm Fn và Windows lần nữa. Lúc này thì mình bấm Win thì nó sẽ mở lên cái cửa sổ Win ở trên màn hình nếu mà anh em sử dụng máy Windows. Ok. Tiếp theo là tắt và mở LED toàn bộ của bàn phím. Thì anh em bấm Fn và bấm Pay Down. Đó, như vậy là toàn bộ LED đã tắt và bàn phím vẫn đang hoạt động bình thường. Muốn mở nó lên lại thì anh em bấm Fn và Pay Down. LED sẽ được mở lại bình thường. Muốn điều chỉnh, muốn thay đổi cái chế độ LED khác, cái kiểu chuyển LED khác, thì anh em bấm Fn và phím Del Delete. Đó. Đó, anh em thấy là nó đã chuyển sang cái mode LED khác rồi. Thay đổi kiểu LED, có rất nhiều kiểu LED để cho anh em lựa chọn. Ok. Bàn phím này thì có một cái núm xoay, cái núm xoay này, và xung quanh nó cũng có một cái LED, LED viền này. Nó cho phép chúng ta thay đổi cái màu của cái LED viền này bằng cách là anh em giữ Fn và bấm Pay Up. Đó, anh em thấy nó đã đổi sang màu RGB. Đó. Bấm cái nữa nó sẽ đổi thành màu đỏ. Màu đỏ, màu xanh này, tím này, chuối này, hồng này, xanh này. Đó. Tiếp theo là cách thay đổi cái tốc độ LED và độ sáng của LED. Thì anh em sẽ sử dụng Fn và cái cụm Around này. Muốn tăng độ sáng của LED thì anh em sẽ bấm Fn và phím lên. Đó. Cứ bấm nhiều lần. Đây khi nào mà anh em thấy là nó nháy sáng 3 lần, nháy trắng 3 lần trong 1 giây, nguyên cụm Around, thì có nghĩa là cái độ sáng đã được tăng lên tối đa rồi, không thể tăng được nữa. Muốn giảm độ sáng của LED đi, anh em lại bấm Fn và phím xuống. Mỗi lần bấm thì là cái độ sáng nó sẽ giảm đi. Và khi nào nó nháy 3 lần như này, đó, nháy trắng 3 lần có nghĩa là độ sáng đã giảm xuống tối đa rồi. Muốn thay đổi cái tốc độ chuyển LED, ví dụ muốn cho nó chậm lại thì anh em sẽ bấm Fn và phím sang trái. Đó, mỗi lần mình bấm thì nó sẽ chậm đi. Đó, khi nào nó nháy 3 lần như này thì có nghĩa là cái tốc độ chuyển LED nó đã chậm hết mức rồi, không thể chậm hơn được nữa. Rồi muốn tăng thì anh em bấm Fn và phím sang phải. Đó. Và khi nó nháy 3 lần như này, có nghĩa là cái tốc độ chuyển LED đã được tăng lên tối đa, không thể tăng thêm được nữa. Muốn reset lại toàn bộ cái bàn phím thì anh em sẽ bấm Fn và phím Tab, bấm một lần đấy nha, không cần giữ. Đây, bấm Fn sau đó bấm Tab. Đó. Chiếc bàn phím nó sẽ nháy đèn và nó phủ lại toàn bộ LED, thì có nghĩa là nó đã được factory setting, có nghĩa là restore lại toàn bộ về cái cài đặt gốc ban đầu. Chẳng hạn như anh em key map nhiều quá mà bây giờ anh em muốn đưa hết nó về cái cài đặt ban đầu, xóa hết mấy cái key map đi, thì anh em làm như vậy, bấm Fn và Tab, nó sẽ reset lại toàn bộ bàn phím về trạng thái ban đầu. Đó là các cái phím tắt cơ bản nhất của chiếc bàn phím này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng driver để key map và để điều chỉnh LED của nó. Tiếp theo sẽ là sử dụng driver để key map và điều chỉnh LED. Trước tiên là anh em cần phải tải driver về trên máy tính của mình. Mình có để cái link tải driver ở trong phần mô tả của video này. Ngoài ra nếu mà anh em nào mà mua bàn phím mới từ shop thì có thể báo bên shop họ gửi lại cho anh em cái driver. Anh em tải về và cài đặt nó như một ứng dụng bình thường ở trên máy tính. Sau đó mở lên. Ở đây thì để tiết kiệm thời gian mình đã cài sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên luôn. Đây. Cái ứng dụng nó sẽ có giao diện như thế này. Đó, có cái chữ home với một cái dấu vô cùng như này. Đó, giao diện nó sẽ như thế này nhé. Thì đầu tiên là cách để điều chỉnh LED. Anh em sẽ vào cái phần lighting. Đây. Khi mở ra thì nó mặc định là lighting rồi. Thì mình có thể điều chỉnh những cái chế độ LED khác nhau ở đây. Ví dụ fix on là nó sẽ sáng đều cả bàn phím này. Đó.
Rainbow là cầu vồng này, cầu vồng xoay tròn này. Đó. Rồi, à, đâu rồi. Sending này, ánh chớp này, ánh sáng này. Đó. Ví dụ vậy, sideways là sóng, sóng đèn. Đó. Thì anh em cứ chọn cái chế độ nào thì trên bàn phím của anh em cái led nó sẽ nháy theo luôn. Đó. Có nhiều cái để cho mình lựa chọn để muốn off, off luôn. Đó. Cái này là sao này, sao chớp này. Đó. Ví dụ vậy thì anh em có thể điều chỉnh. Ở bên này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ sáng, độ sáng và cái tốc độ. Brightness là độ sáng. Đây là độ sáng cao nhất này. Còn này là cái tốc độ chuyển led. Anh em có thể thay đổi cái màu sắc ở bên này bằng những cách là kéo ba cái thanh A, G và B này. Đó, thanh red, thanh G, thanh B thì mình quên rồi. Đó, nhưng mà anh em cứ kéo mấy cái thanh này là sẽ điều chỉnh được cái màu sắc khác nữa. Ok, đó là về led. Tiếp theo một cái phần rất là quan trọng đó là phần key map nó. Thì đây, key map nó chính là cái key setting. Anh em chọn key setting này. Anh em muốn key map phím nào thì anh em sẽ chọn vào cái phím đấy để thay đổi cái chức năng của nó. Ví dụ ở đây mình ở đây là phím này đây. Mình restore nó cái. Ok, mình đã reset hết toàn bộ cái bàn phím của mình về ban đầu rồi. Bây giờ mình sẽ key map thử một số phím để anh em xem. Ok, đầu tiên là mình muốn thay đổi cái phím paydown này thành F5 đi. Thì mình sẽ làm như sau. Anh em bấm chuột trái vào cái phím đấy. Sau đó ở đây nó đang mặc định để là default. Thì anh em sẽ chọn là keystroke. Bấm vào keystroke. Ở chỗ này, thông thường với những bàn phím khác, khi mà anh em bấm vào đây nó sẽ sổ ra một loạt phím để cho anh em lựa chọn đúng không? Nhưng mà cả con TM680 này thì nó lại không như vậy, nó hơi khác một chút xíu và đoạn này là đoạn rất quan trọng để anh em cần chú ý này. Lúc này anh em cần phải sử dụng một cái bàn phím ảo ở trên máy tính của mình thì mới key map được. Đó. Bằng cách là anh em vào phần tìm kiếm, anh em gõ keyboard đây và anh em tìm giúp mình cái on screen keyboard. Đó. Keyboard trên màn hình. Đó. On screen keyboard rồi, anh em mở được cái on screen keyboard giống như của mình ra như thế này nhé. Mình để đây, rồi, để đây đã, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ key map này. Mình sẽ key map cái phím paydown này thành F5. Rồi, anh em bấm vào keystroke. Rồi, ở đây, anh em không thể chọn được đúng không? Lúc này chúng ta sẽ chọn F5 ở trên bàn phím. F5 thì cái cách manual của cái bàn phím này đó chính là bấm Fn và giữ phím số 5 đúng không? Bây giờ mình sẽ bấm vào Fn này. Đó, khi mà anh em bấm vào Fn thì là cái hàng phím số ở trên nó đã chuyển thành hàng F rồi. Rồi anh em bấm vào F5. Đó, như là anh em thấy ở bên dưới này, cái phím F5 nó đã hiện lên ở cái hộp thoại please enter keystroke này. Đó, nó đã hiện lên F5 rồi. Để chúng ta bấm lưu lại. Đó. Và bấm apply. Đó, ok. Tiếp nhé, tiếp mình làm tiếp với phím F11 nhé. Bây giờ mình muốn cái paydown của mình nó sẽ là F11. Ok, mình sẽ bấm chuột trái vào paydown. Nó đang ở default, mình lại chọn tiếp keystroke. Rồi, ở đây nó chưa cho chọn đúng không? Ok, chúng ta sẽ lên cái bàn phím ảo. Đó, phím F11 đó, nó chính là Fn và phím Fn và dấu trừ. Đúng không? Chúng ta sẽ click vào Fn trước để nó hiện lên hàng F. Sau đó anh em bấm tiếp vào F11. Đó, như vậy là F11 đã được gắn xuống cái chỗ này. Rồi, bây giờ anh em bấm theo lại. Rồi, như vậy là phím paydown của mình, payup của mình đã là F5 và paydown của mình đã trở thành phím F11. Đấy là cách key map một phím. Bây giờ mình key map hai phím nhé. Chẳng hạn như mình thường xuyên sử dụng một phím để thay cho cái Ctrl C để copy ấy. Anh em sẽ làm như sau. Anh em sẽ để cái chỗ này là chữ C. Đây là cái ô này là chữ C nhé, mình chọn chữ C. Rồi, anh em sẽ tích vào cái ô vuông ở chữ Control ở bên dưới. Rồi, và anh em bấm Save. Sorry, chỗ này mình phải chọn phím đã. Đây, mình sẽ chọn cái phím này là phím copy đi. Rồi, keystroke. Ở đây mình để chữ C lên bàn phím ảo, chọn C vào đây. Rồi, xong rồi mình tích vào Control.
và bấm save. Rồi, như vậy cái dấu ngoặc mở ngoặc vuông của mình đã trở thành phím Ctrl C là để copy. Bây giờ mình không cần giữ Ctrl C ở trên bàn phím nữa mà mình bấm một phím đó thôi thì sẽ là copy nội dung. Ok, có copy thì phải có paste đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ map luôn cái phím đóng ngoặc vuông này thành phím Ctrl V nhá, là phím paste. Ok. Tích chọn vào phím này. Keystroke. Rồi ở đây mình lên đây mình chọn là V. Anh em nhớ là đừng dùng bàn phím cứng nhé, mà chúng ta dùng hoàn toàn bàn phím ảo. Rồi V, V và mình tích vào Control và mình save lại. Rồi. Như vậy là anh em thấy không? Mỗi khi mà anh em map phím nào thì nó sẽ có một cái viền đỏ trên cái phím đó. Thì có nghĩa là mình đã map thành công rồi đó. Đó. Đây, lúc này cái phím đóng ngoặc vuông của mình đã trở thành phím Ctrl V rồi. Ok, như vậy là mình được tổ hợp hai phím đúng không? Bây giờ mình sẽ map tổ hợp ba phím. Mình sẽ chọn một cái mình ít dùng đấy là Shift bên phải. Shift phải. Rồi. Phím này bây giờ mình sẽ chuyển nó thành Ctrl Shift S, tức là để lưu á, lưu file dưới dạng á. Ctrl Shift S nhé. Rồi mình sẽ map nó như sau. Mình sẽ chọn Keystroke này. Sau đó mình tích vào Shift và cả Control. Rồi bây giờ mình map thêm chữ S xuống dưới này. Chọn chữ S. Đó, bấm save lại. Rồi, như vậy phím Shift file của mình đã trở thành Ctrl Shift S để mình lưu file dưới dạng. Đó. Ok, ví dụ như là anh em nào mà sử dụng Photoshop á, thì sẽ thường xuyên sử dụng cụm ba phím, thì anh em có thể sử dụng cái có thể dùng cái cách này để mà map cụm ba phím vào một phím, nó rất là tiện lợi. Ok, mình sẽ map thêm một cái phím ba phím nữa nhá. Cái Alt phải mình cũng không sử dụng, cái này mình sẽ cho thành Ctrl Alt Y để thay đổi kích cỡ ảnh ở trong Photoshop chẳng hạn. Mình sẽ map nó Keystroke này, Ctrl Alt và y ngắn. Đây, y ngắn đây. Rồi bấm save lại. Rồi, ok. Như vậy phím Alt phải của mình đã trở thành Ctrl Alt Y để thay đổi kích cỡ ảnh. Tiếp đi, mình làm cho cái phím này, cái phím huyền này thành phím chụp màn hình. Ok, chụp màn hình để mình làm như nào. Rồi, Keystroke. Rồi. Lúc này phím chụp màn hình là phím print screen đúng không? Nó đây, nó là cái cụm phím công cụ ở đây, ở trên cái bàn phím ảo của anh em này. Rồi anh em chọn vào print screen. Đó, vậy là xong, bấm theo lại. Rồi là xong. Đấy, như vậy phím này đã trở thành phím print screen. Đó, anh em có thể mip, anh em có thể map các phím khác thành home and insert option hay cái gì đó tùy anh em. Đó, nhưng mà cơ bản nó là như vậy. À, cái cách map phím của thằng TM680 này nó lại có một cái sự dị dị đến như vậy. À, mình cũng không hiểu lý do tại sao. À, nhưng mà nó rất là dị, là phải sử dụng cái bàn phím ảo trên máy. À, thì anh em lưu ý chỗ này. Ok. À, như vậy là chúng ta đã có thể thay đổi được LED này, rồi key map chiếc TM680. Nếu mà anh em có câu hỏi nào hoặc thắc mắc nào hoặc là có góp ý gì cho mình thì anh em có thể để lại bình luận ở dưới phần comment của video. Xin cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em.